Bình thường giờ này đang ngủ hả con ha? Bà quẹo vô đường, vô trong sân bay luôn rồi. Vô trong sân bay luôn. Ở dưới này mưa dạo này Na mới rốt dậy sớm. Đã làm từ cái đợt mà mình đi mua xe cơ anh, là đã làm rồi, bây giờ chưa xong nữa. Cái hai bên này này đây người ta đang làm cái đường vành đai, đường để đi cho nó khỏi cảnh xe.